Thanh, kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Hai thanh niên trộm xe máy bị chủ trọ đóng cổng tóm gọn. Hai thanh niên đột nhập vào khu nhà trọ tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để trộm xe máy đã bị người dân và lực lượng chức năng vây bắt thành công. Cụ thể, theo camera nhà dân ghi lại, hai thanh niên đi vào khu trọ ở Bình Dương lúc hơn 5 giờ sáng ngày 13 tháng 12. Lúc này người dân trong khu trọ mở cửa cổng đi làm, một nam thanh niên liền lợi dụng sơ hở để tiến vào bên trong tiến hành bẻ khóa trộm xe máy, nam thanh niên còn lại ngồi bên ngoài cảnh giới. Cùng lúc chủ của khu trọ sống đối diện phát hiện lập tức trình báo công an, đồng thời nhanh chóng chạy đến kéo cổng trọ lại nhốt tên trộm bên trong và hô hoáng cho người dân vây bắt. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt kịp thời bắt được thanh niên cảnh giới bên ngoài, còn tên còn lại nhốt bên trong bị người dân khống chế. Cả hai thanh niên sau đó được đưa về công an phường để lấy lời khai đáng nói đây là lần thứ ba khu trọ này bị trộm đột nhập nhưng cả ba lần đều bị chủ trọ phát hiện bắt giữ giao cho công an